hot girl du học sinh Trung Quốc, bật mí địa điểm check-in cực chất ở Việt Nam mà ít ai biết. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề: Tôi đã đến một nơi giống Venice ở Hà Nội, Việt Nam vào cuối tuần, một điểm thu hút check-in thích hợp ở Việt Nam, với rất ít người biết. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Tôi có thể sử dụng bạn làm hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch trước đây không? Được thôi bạn. Được rồi, tôi đã chú ý đến bạn rồi. Bạn có thể theo dõi lại tôi được không? Tôi sẽ tìm bạn khi tôi ghé qua. Giao thông ở Việt Nam không thuận tiện chút nào. Thành phố Bắc Giang có ít xe buýt nên tôi phải dựa vào taxi để di chuyển đến đây. Từ đây tới Bắc Giang chi phí một chiều 250.000 đồng. Vì Bắc Giang không lớn lắm nên hầu hết người dân Việt Nam đều có vài chiếc xe máy ở nhà nên xe buýt đôi khi không cần thiết. Tại sao bạn không mua một chiếc xe máy? Tôi luôn đi xe máy, kể cả khi tôi đi Bắc Ninh và Hà Nội. Đi taxi cực kỳ đắt, tận 4 nhân dân tệ trên km. Vì vậy, vận tải nội địa vẫn còn tuyệt vời hơn họ. Sau đó, bạn sẽ trở về đất nước của mình đúng không? Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Mình cũng ở Hà Nội, bạn có tìm được món ăn Trung Hoa nào ngon không? Đồ ăn Trung Quốc ở Việt Nam rất đắt nên tốt hơn hết bạn nên tiết kiệm tiền bằng cách ăn các bữa khác. Nó không quá đắt, điều quan trọng nhất là có một cuộc sống thoải mái mà thôi. Không đáng để ăn ở một nhà hàng Trung Quốc ở Việt Nam. Bạn có thể tự nấu đồ ăn nếu ở đó lâu. Bạn ở đâu tại Hà Nội? Tôi sẽ giới thiệu nó cho bạn. Mình ở khá xa, Vincom Smart City thực sự không quen được với đồ ăn Việt Nam, mà tôi đang lo lắng hàng ngày ăn gì. Hưng Yên và Hà Nội tuy rất gần nhau, nhưng Hưng Yên là Hưng Yên và Hà Nội là Hà Nội. Đó là một tỉnh độc lập và nơi đó có tên là Ocean Park. Tại sao tôi biết rõ như vậy? Bởi vì vợ tôi là người ở đó. Về Hà Nội rất dễ dàng, chỉ mất 10 phút theo đường cao tốc vẫn phải đi qua trạm thu phí ở Hưng Yên. Vâng, nơi này là tỉnh Hưng Yên, không hiểu sao nhiều người lại nói là Hà Nội. Bạn có thể giới thiệu tên địa điểm không? Tôi cũng muốn đến thị trấn Venice. Địa chỉ Ocean Park 2 này phải được đánh dấu bằng số 2, vì có một số địa điểm có tên này và địa điểm này là địa điểm thứ 2. Ở đây còn vui hơn thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đang đùa à? Kể cho tôi nghe có gì vui ở thành phố Hồ Chí Minh. Ít nhất Hà Nội có tàu điện ngầm. Ít nhất miền Trung Việt Nam có núi có non, thành phố Hồ Chí Minh không có gì, còn các thành phố và người dân xung quanh chỉ có biển. Vì bạn không có người dân địa phương dẫn đi chơi phải không anh bạn? Chẳng phải trong đất liền có nhiều thắng cảnh đẹp sao? Tôi cảm thấy cơ sở hạ tầng ở Hà Nội tốt hơn nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh. Không thể nào đâu bạn. Đúng là bây giờ vành đai thứ 2 và thứ 3 đều trên cao, có nhiều đường cao tốc và tàu điện ngầm hơn ở Sài Gòn. Còn sân bay Tân Sơn Nhất thì tồi tàn. Tài chính của Việt Nam vốn nhắm vào miền Bắc, Hà Nội bị phá đi xây lại khắp nơi, nhưng Sài Gòn thì rất khó khăn. Tôi nghĩ bạn đừng chỉ ở quận này mà hãy đi đến quận khác sẽ biết nó như nào. Xe buýt này cao cấp hơn nhiều so với xe buýt ở Trung Quốc. Nó có thể được sản xuất ở Trung Quốc đó. Không, cái này được sản xuất bởi VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup tại Việt Nam. Đừng cười nhé các bạn. Tôi luôn nghĩ rằng trên Winbus thì phải mua Winhome để lên xe. Tôi vẫn đang phân vân liệu có cần xuất trình thẻ phòng để lên xe hay không. Bạn đi tuyến xe buýt nào và xuống ở đâu? Đừng đi, chẳng vui chút nào đâu. Công viên 3 chỉ là một đường thẳng và nước có mùi hôi. Công viên 2 là Lan Quế Phường, đường Hồng Kông, tổng cộng chưa đầy 100 mét. Du học ở Việt Nam cũng rất thích hợp phải không? Ngay cả trường trung cấp kỹ thuật cũng có thể ứng tuyển. Nhiều người sang Trung Quốc du học đều là học sinh từ các trường trung cấp kỹ thuật. Bạn không muốn mua một chiếc xe máy à? Tôi cách Hà Nội 25 km. Tôi đang kinh doanh ở đây. Tôi có thể làm quen với cô ấy được không? Dù gần Hà Nội nhưng không ở Hà Nội phải không? Bạn có thể chuẩn bị trước chiến lược để tránh gây rắc rối cho người hâm mộ. Ở đó có ai trả tiền bằng đồng Việt Nam không? Mình cũng đang du học ở Hà Nội. Mình kết bạn được không? Chơi ở đây miễn phí. Vẫn không có ai tính phí nhỉ? Tôi muốn đến chơi quá. Đúng là nhìn thoáng qua có thể phân biệt được tiếng Trung và tiếng Việt. Vì vậy rất thích hợp để du lịch đến Việt Nam và học tiếng Việt. Đi học ở Việt Nam mà buồn cười quá. Ở đây có nhiều người nói được tiếng Trung lắm. Tôi hỏi việc lương 8 triệu ở đây. Học gì ở Việt Nam? Leo lên cây? Hái trái cây? Hay ngôn ngữ? Bạn thật là đáng thương. Người anh em, hãy để tôi nói cho anh biết anh có thể học được gì. Nhân tiện, tôi sắp cung cấp cho bạn một thống kê tàn khốc. Mức lương của sinh viên Việt Nam tốt nghiệp từ các trường đại học độc lập là hơn 700 đô la Mỹ. Chẳng phải nó tốt hơn
các trường đại học trong nước hiện tại và họ sẽ có tương lai khá giả sao? Hiện nay, ngoài những đơn vị nghiêm túc tuyển dụng các trường đại học tốt, trong nước còn có một số doanh nghiệp tư nhân. Việc làm của sinh viên đại học đang gặp khó khăn và bấp bênh. Chúng ta đang bắt nạt một số ít sinh viên đại học. Không phải vấn đề Việt Nam tốt như thế nào mà là người ta hiện nay ăn gì. Miễn là phát triển ổn định thì ít nhất cũng có nhiều cơ hội. Nhân tiện, tôi sẽ trả lời bạn, có những điều bạn không nên mở miệng, thật đáng thương. Hãy ra ngoài để biết thêm đi bạn. Hiện lương của các tổng giám đốc ở Trung Quốc, Việt Nam và Anh đều trên 50.000 đô la Mỹ. Bạn muốn học gì? Nếu bạn không có những chuyên ngành này, tại sao tôi nên thuê bạn? Đây là đâu thế? Bạn có chắc đây là Hà Nội không? Đây không phải Hà Nội mà là huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Điều này rất thuận tiện cho tôi khi đến Việt Nam. Xin chào, bạn có thể gửi cho tôi địa chỉ được không? Cảm ơn bạn. Không biết bạn đã học ở nước ngoài được bao nhiêu năm? Bạn có bạn cùng lớp nào cần làm việc sau khi tốt nghiệp không? Họ làm việc ở Hải Phòng và họ biết tiếng Trung. Tôi cần người Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao tôi muốn học ở Việt Nam nữa. Sau 6 năm ở Việt Nam, tôi thực sự không thích bất cứ điều gì ở Việt Nam. Chỉ có gia đình nghèo Trung Quốc sang Việt Nam du học. Giọng miền Bắc của Việt Nam thực sự khác với giọng miền Nam. Tôi là người Việt học tiếng Trung, em thích người học tiếng Việt chị ơi. Bạn nói rất hay. Tiếng Việt của bạn rất tốt. Dù giọng hàng ngày của bạn không tốt bằng giọng của tôi, nhưng giọng nói của bạn cũng rất rõ ràng. Người Việt nói với bạn rằng tiếng Việt của bạn thực sự rất tốt. Còn tôi làm việc ở Việt Nam nhiều năm nhưng chưa học được gì. Khi tôi học tiếng Việt, có một vài người trong lớp đến học chữ Việt. Mẹ tôi là người Việt. Ngoài ra, ngôn ngữ được nói ở các làng gần biên giới là tiếng Việt, không thể so sánh được. Điều đó thật tuyệt vời. Bạn nói tiếng Việt giỏi quá, tôi cứ tưởng bạn là người Việt. Đúng hay sai đây? Tuyệt vời, chào mừng bạn giao tiếp bằng tiếng Việt. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Ngôn ngữ chính thức được phát âm ở phía Bắc, nhưng lại gây nhầm lẫn khi bạn đi vào phía Nam. Tôi cũng muốn học quá. Người Trung Quốc sang Việt Nam học rồi về Trung Quốc làm giảng viên môn tiếng Việt. Ôi bạn thật tuyệt vời. Bạn rất xinh đẹp, và phát âm tiếng Việt của bạn rất chuẩn. Lúc đầu tôi hơi bối rối, và không biết bạn là người Việt hay người Trung Quốc. Đây là cách bạn học tiếng Việt nhiều hơn và cải thiện khả năng phát âm của mình. Càng giao tiếp với họ, bạn sẽ cảm thấy tiếng Việt của mình ngày càng trôi chảy hơn. Ở đâu ở Hà Nội phù hợp cho người Trung Quốc tự đi chơi? Bạn đến Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm không lớn bằng công viên nhân dân ở thành phố. Tôi đã từng đến nơi này. Khi đến đó, tôi tưởng nó rất lớn nhưng hóa ra nó giống như một tòa nhà có cổng thành. Thực ra con gái Việt Nam rất đẹp. Đẹp thì ít thôi, đa số đều bình thường như Trung Quốc. Con gái Việt có làn da đẹp hơn nhiều cô gái Trung Quốc. Họ trắng trẻo, dịu dàng và không tì vết. Rất đẹp, có rất nhiều cô gái xinh đẹp, làn da của họ rất đẹp và trắng trẻo, cơ bản là họ có đôi mắt hai mí sâu. Có ai có thể cho tôi biết chính xác những người du học ở Việt Nam này đến để học gì không? Học tiếng Việt bạn à? Bạn đã bắt đầu mặc áo khoác ở Việt Nam chưa? Không phải trời rất nóng sao nhỉ? Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi những nơi tôi chưa đến. Hãy đi vào mùa đông. Từ các bình luận được tổng hợp, có thể rút ra một số kết luận về cách netizen Trung Quốc nghĩ về Việt Nam. Một số bình luận cho thấy sự tò mò về các địa điểm du lịch như thị trấn Venice, các công viên hay các thành phố như Hà Nội, Bắc Giang. Nhiều người tỏ ra hứng thú muốn đến khám phá. Có những lời khen về cơ sở hạ tầng xe buýt hiện đại, tàu điện ngầm, làn da đẹp của con gái Việt Nam và trải nghiệm du học, cho thấy một góc nhìn tích cực. Một số ý kiến chỉ trích giao thông tại Việt Nam, cho rằng không thuận tiện do thiếu xe buýt ở các tỉnh nhỏ và chi phí taxi được đánh giá là đắt đỏ. Có những nhận xét tiêu cực về một số địa điểm du lịch nước có mùi hôi, không vui chút nào, hoặc đánh giá thấp giá trị của việc du học tại Việt Nam, du học để hái trái cây. Dù có những lời khen, một số người vẫn giữ định kiến về việc du học tại Việt Nam, chỉ có gia đình nghèo mới sang, hoặc cho rằng cơ hội học tập và làm việc tại Việt Nam không đáng giá. Mâu thuẫn trong cách đánh giá giữa các vùng miền cũng xuất hiện, phản ánh sự khác biệt trong cảm nhận cá nhân. Nhiều netizen đánh giá cao khả năng học và sử dụng tiếng Việt của người Trung Quốc đang du học, cho rằng đây là cơ hội để giao tiếp và hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Một số người cho thấy sự ngưỡng mộ đối với phong cách giao tiếp và giọng nói của người Việt, đặc biệt ở khu vực miền Bắc. Nhìn chung, netizen Trung Quốc có một cái nhìn đa chiều về Việt Nam, sự tò mò và yêu thích về văn hóa, con người và các địa điểm du lịch, đi kèm với đó là một số định kiến hoặc so sánh thiếu thiện cảm. Tuy nhiên, chính những thảo luận sôi nổi này đã chứng minh rằng Việt Nam ngày càng thu hút sự chú ý và quan tâm của người Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch và giáo dục.